Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Chuyến hình của cô chú anh chị và các bạn đây là những hình ảnh của bệnh viện Ung Bướu tỉnh Khánh Hòa, một trong những bệnh viện rất là mới ở Khánh Hòa quý vị. Thì bệnh viện này nó nằm trên con đường Nguyễn Khuyến em đang đi, và bên cạnh nó là bệnh viện Gia Liễu, bệnh viện Gia Liễu khu vực phía Bắc, nằm trên con đường Nguyễn Khuyến quý vị. Hiện tại ở Nha Trang cũng đang có một cái bệnh viện nữa đang xây dựng, đó là cũng sắp hoàn thiện, đó là bệnh viện đa khoa của thành phố Nha Trang, nằm ở bên khu vực của khu đô thị Vĩnh Thái vị, khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái, một bệnh viện rất là đẹp, và khu vực đó thì rất là thoáng luôn, rất là tiện lợi cho người dân sau này có thể đi khám bệnh ở khu vực đó. Từ ngoài đường đại lộ Võ Nguyên Giáp đi vào rất là gần, chỉ còn 100m thôi. Và hướng này của con đường Nguyễn Khuyến em đang di chuyển là sẽ ra giao lại với con đường 2 tháng 4, ra ngay vị trí của chợ Vĩnh Hải vị. Cô chú chị bạn đi ngược lại trên con đường Nguyễn Khuyến này sẽ đi qua một cái địa điểm du lịch cũng như là khu tắm bùn, đó là khu tắm bùn I Resort. Ở trên con đường đoạn này thì nó cũng còn khá là vắng vẻ. Đi ra phía gần với khu vực chợ Vĩnh Hải thì buôn bán kinh doanh rồi thì nó nhộn nhịp hơn quý vị. Ở khu vực đây là khu đô thị phía Nam Vĩnh Hải nè. Khi đi qua con đường này quý vị cũng sẽ đi qua một cái nhà thờ, đó là nhà thờ núi Sạn, nằm trên con đường Nguyễn Khuyến này. Con đường Nguyễn Khuyến này nếu như từ khu vực phía Bắc của Vĩnh Hải cũng như là khu vực chợ Vĩnh Hải, quý vị muốn đi qua bên con đường Lương Định Của cũng như là đi qua khu vực của chợ Vĩnh Ngọc, qua xã Vĩnh Ngọc rất là gần quý vị. Đi trên con đường này giống như là con đường tắt, sẽ đi qua khu một cái con đường nhỏ qua đi ngang qua khu du lịch I Resort, tắm bùn I Resort. Sau đó quý vị có thể đi qua cây cầu gỗ Phước Kiển, bắc ngang qua con sông Cái. Sau đó qua bên kia sẽ là khu vực của Lương Đình Của, xã Vĩnh Ngọc rồi, rất là gần. Cho nên đa số người dân ở xã Vĩnh Ngọc họ muốn đi qua phía bắc của Vĩnh Hải Nha Trang này là đa số đi trên cây gỗ cầu gỗ Phước Kiển quý vị. Một cây cầu gỗ bắc qua sông rất đẹp. Bây giờ cũng có một cái cầu đập ngập mặn đang xây dựng nằm phía hạ lưu của con sông Cái, phía dưới của cái cầu sắt quý vị. Công trình cũng đang thi công. Ở ra đoạn này quý vị có thể thấy được rất là nhộn nhịp kinh doanh buôn bán hai bên đường nè, gần với khu vực của chợ Vĩnh Hải. Chợ Vĩnh Hải cũng là một trong những ngôi chợ lớn, đồng thời cũng là một ngôi chợ buôn bán kinh doanh rất là đầy đủ quý vị, và phân chia ra các cái khu vực rất là rõ ràng, rất là gọn gàng. Ngôi chợ này là một ngôi chợ khu vực phía Bắc, khu chợ lớn. Đoạn này quý vị bên tay phải đó là những hình ảnh của bên trong chợ Vĩnh Hải, khu vực gửi xe cũng như là phía trước này người dân cũng buôn bán nè. Ra đây là giao lại với đường 2 tháng 4 rồi. Rẽ bên tay phải thì cô chú chị bạn sẽ đi trên đường 2 tháng 4 hướng về lại trung tâm của thành phố Nha Trang, hướng đi về cầu Sông Bóng vị. Còn rẽ bên tay trái là hướng đi qua đèo Rù Rì, hướng đi ra Lương Sơn. Bây giờ em sẽ mời cô chú chị bạn di chuyển qua xuống đi xuống khu vực của con đường biển Phạm Văn Đồng nha. Vào buổi chiều hôm nay, ngày cuối tuần, thì con đường biển Phạm Văn Đồng vào buổi chiều ngày cuối tuần thường mọi người tắm biển đông lắm vậy, và đi tập thể dục rồi. Hôm nay là buổi chiều ngày cuối tuần, cho nên là khu vực biển chắc khá là đông.
góc này là đường Mai Xuân Thưởng nè. Bây giờ em sẽ mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường Mai Xuân Thưởng này. Con đường này thì lúc trước được gọi là con đường cách mạng quý vị. Thì hai bên đường này là những cây hoa phượng và một số cây sake, có một vài cây sake thôi, nhưng mà đa số nó là cây hoa phượng rất là mát và những cây gốc cũng rất là to vì cây hoa phượng cổ thụ rồi. Hôm nay bắt đầu là phượng nở hoa rồi đó. Thì chuẩn bị sắp vào mùa hè rồi, cũng trên con đường này sẽ có những cây phượng nở hoa rực rỡ vào mùa hè, sẽ rất đẹp nếu như đi trên con đường này vào mùa hè vậy. Giờ này chỉ có vài cây thì nó nở hoa thôi. Con đường này thì cũng kinh doanh buôn bán ăn uống rồi cũng có cả khách sạn, cũng có quán nhậu rồi quý vị. Nhưng mà nó cũng không có sầm uất bằng các con đường ở gần với khu vực của biển Hoàng Trọng. Ở đây thì khu vực đây thì cũng có các khách sạn, khách Kazakhstan hiện tại họ cũng đang lưu trú ở đây. Ở đoạn này thì bên tay phải tay trái vì các bạn đó là môi trường Đại học Thông tin Liên lạc ngày nay. Lúc trước thì nó là khu vực của gọi là quân trường Đồng Đế vị. Ở đây thì gần với nhà thờ giáo xứ Ba Làng, cũng như là gần với khu vực Ba Làng và gần với đoạn biển con đường biển Phạm Văn Đồng. Ở nãy giờ quý vị có thể thấy hai bên đường là con đường Mai Xuân Thưởng này là những hàng hoa phượng rất là nhiều. Mùa hè đi trên con đường này đỏ rực đẹp lắm quý vị. Trước màn hình quý vị là cái vòng xoay rồi, giao với con đường Mai Xuân Thưởng nè, con đường Dương Hiến Quyền và con đường Phạm Văn Đồng. Ở đây quý vị rẽ bên tay phải là hướng đi qua xuống dưới chỗ biển Hoàng Trọng, cũng như là hướng đi về lại cầu Trần Phú và đi qua con đường biển Trần Phú về trung tâm. Còn rẽ bên tay trái là hướng đi tiếp trên đường Phạm Văn Đồng, ra đèo Phạm Văn Đồng, đèo Lương Sơn, cũng như là hướng đi ra Bãi Tiên quý vị. Đó, buổi chiều khá là đông người đi dạo trên con đường biển Phạm Văn Đồng này, cũng như là tập thể dục và một số thì đi tắm biển nè. Dọc đoạn này là các khách sạn như là khách sạn Nha Trang Horizon Hotel vừa rồi là ngay cái góc ngã ba, rồi xuống đây thì có cái những khách sạn 3 sao 4 sao, cũng như là cả cái 5 sao Button Blue nữa vị, and spa bên tay trái vị hình chiếc thiền, một trong những khách sạn cũng khá là nổi tiếng khu vực bên con đường Phạm Văn Đồng này. Lúc trước là khách Nga họ hay ở cái khách sạn đó vị. Những vị khách nào mà thích yên tĩnh cách xa trung tâm thành phố thì hay qua khu vực này của đường Phạm Văn Đồng để mà nghỉ dưỡng. Và ở đây cũng là một khu vực biển nữa, cũng yên tĩnh lắm, mát mẻ. Cảnh buổi chiều khá rộn ràng quý vị, mọi người đi tập thể dục trên con đường này. Hai chỗ này một cái quán cũng mới mở, có vẻ như cũng đẹp, thiết kế kiểu thoáng mát. Dọc đây cũng có vài những khách sạn họ cũng bắt đầu xây dựng tiếp nè, đang xây dựng lên nữa vị. Cái này cũng đang đi vào khâu hoàn thiện nè, hai căn đang xây dựng tiếp. Quá trời người dân họ dựng xe dọc trên vỉa hè này để mà ngồi hóng gió biển vị. Chạy dọc đoạn này là cái khu vực bờ kè, cho nên là không có cái bờ biển, cho nên là khu vực này không có tắm được, tắm chỉ ở khu vực bãi biển Hoàng Trọng vị. Là bờ biển ở đó nó nông cạn thì tắm nó thoải mái hơn. Wow, chỗ này sao tập trung đông dữ. Một ngày chỗ này một cái góc vịnh vị. Lúc trước em thấy chỗ này là không có tắm được đâu, mà sao bây giờ nó có một cái bãi tắm này. Đó. Ở chỗ này thì thường là người dân hay phơi rong biển á vị. Bây giờ thành một cái bãi tắm luôn này. Wow, rất là đông người tới đây để tắm biển vào buổi chiều này.
khu vực góc vịnh này cũng nhộn nhịp vậy. Gần đây là cái núi Một, có buổi chiều đồ thả diều tắm biển đồ khá là vui, tập thể dục đồ nữa. Ở đoạn đường này thường là cái khu vực để mà cho bên hãng Thăng Long, hãng đào tạo lái xe Thăng Long họ sát hạch. Chỗ này là cái cầu Hòn Một này, gần bên cạnh cái núi Hòn Một. Hay chỗ này mới có một cái quán Biển Tiên gì mới lên nữa nè. Ồ, quán nhậu vậy. Ngay góc của con đường Nguyễn Cơ Thạch và con đường Phạm Văn Đồng. Bây giờ em sẽ rẽ qua con đường này là đường Nguyễn Cơ Thạch vị. Nếu như mà đi thẳng tiếp nữa thì hồi nãy trên con đường Phạm Văn Đồng là quý vị sẽ đi qua khu Hòn Sện, khu dân cư Vĩnh Hòa. Hồi em rẽ qua đây thì nó là chạy dọc con đường này, là nó chạy dọc với khu vực của biển, ngay cái góc vịnh của biển Phạm Văn Đồng ấy vị, gần khu vực của bến du thuyền Anna Marina. Ở buổi chiều ở đây cũng có những cái quán mọc lên nè, rồi để những cái ghế. Khu vực đây buổi chiều là ăn nhậu rất là mát mẻ luôn này vị. Mấy cái quán nhậu đây buổi chiều buổi tối là nhộn nhịp lắm. Ngồi khu vực đây nhậu thì nó rất là mát, ngay góc vịnh, ngay biển, sát biển luôn, thoáng mát cực kỳ. Đó, bây giờ bắt đầu họ dọn quán đồ ra rồi. Những ai thích hưởng không khí trong lành, yên tĩnh khu vực phía Bắc thì có thể ra khu vực này của đường Nguyễn Cơ Thạch. Công nhân giờ này họ đang dọn rác này. Đó, có các vị khách Tây. Gần bên cạnh là bến du thuyền Anna Marina vị, bên tay phải. Còn bên tay trái là cái dự án Condotel của dự án resort La Luna Resort. Cái dự án này nó lên được cái ba cái block và một block đôi là với một block đơn vậy. Công trình này thì nó cũng đi vào hoàn thiện nhưng mà nó cũng đứng lâu nay rồi. Đó, những cái căn Condotel này là nó view với bến du thuyền Anna Marina. Buổi chiều trên con đường Nguyễn Cơ Thạch này xe cũng khá là vắng, xe ít có lưu thông trên đường này lắm vì xe đa số họ chạy trên con đường Phạm Văn Đồng. Cho nên con đường này nếu như buổi chiều là rất là nhiều người tập thể dục thể thao, đặc biệt là em thấy là thường buổi chiều là các một số cô chú rồi á tập thể dục chạy bộ, đồng thời là một số thì đạp xe đạp trên con đường này, cũng như là chạy dọc trên con đường đèo Phạm Văn Đồng hướng đi ra Bãi Tiên nữa vị. Đó, khu vực này buổi chiều nhiều người tập thể dục lắm và có những hội cưỡi xe đạp nữa. Đó, vì thầy thấy không, chiều nay cuối tuần nhiều người tập thể dục ghê luôn, đông ghê. Ở bên góc bên kia cũng có một cái quán là ngồi ngay ngã ba khá lý tưởng ha, mát mẻ luôn á. Ngay cổng của bên tay phải là ngay cổng của resort Anna Manila ấy vị. Thì khi chạy thẳng tiếp trên con đường đèo Phan Đồng này là quý vị sẽ ra khu vực Bãi Tiên, rồi sẽ đi qua một số cái resort nữa đây, như là resort Alibu này, rồi Amiana quý vị, rồi cái Boma. Rồi thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.